Út Ác. Năm 21 tuổi, Barbara Hutton làm một tiệc đãi khách. Không khí trong nhà đầy âm nhạc du dương và các danh ca bậc nhất hát lên những bài tình tứ. Nàng mới hưởng được một gia tài khoảng 20 triệu Mỹ kim thì ngại gì mà không tiếp tân một cách sang trọng. 20 triệu Mỹ kim đó ở đâu ra? Thưa, do những chi tiêu lặt vặt của hàng triệu người Mỹ. Nàng là cháu nội ông Frank Woodcock, và mỗi lần một người Mỹ tiêu một cắc trong một cửa hàng giá độc nhất của Woodcock thì một phần số tiền đó vào trong túi của thiếu nữ Mỹ miều tóc hung hung đó. Frank Woodcock đã làm cách nào để gây ra tài đồ sộ đó? Thưa các bạn, là nhờ ông được một điều may từ hồi mới khởi sự làm ăn. Điều may đó là ông nghèo. Nghèo làm cho bước đầu khó khăn. Muốn có một tài sản trung bình thì tất nhiên là sinh trong một gia đình giàu lợi hơn là sinh trong một gia đình nghèo. Nhưng nếu muốn có một tài sản phi thường, một gia sản khổng lồ thì vấn đề lại khác. Cần phải có một óc thực tế, một nghị lực, một lòng hăng hái đặc biệt. Mà những đức tính đó rất ít khi thấy trong hạng người khởi sự làm ăn một cách dễ dàng. Cho nên phần đông các nhà tỷ phú đều có bước đầu gian nan. Frank Woodcock sống trong một trại ruộng gần Watertown và nghèo khổ tới nỗi mỗi năm phải đi đất 6 tháng. Mùa đông gió bấc lạnh như cát mà không có tiền mua một chiếc áo bành tô nữa. Cảnh nghèo giúp ông được nhiều việc lớn. Nó gây cao vọng cho ông và làm ông nhiệt tâm muốn tiến tới. Ông ghét đời sống trong trại ruộng, muốn đi buôn. Cho nên năm 21 tuổi, ông đóng một con ngựa cái già vào một chiếc xe chạy trên tuyết rồi tới Katha ở tiểu bang Nữ Ước, ngừng trước mỗi cửa hàng để xin việc. Nhưng không ai muốn mướn ông hết. Ông cục mịch quá, chậm chạp quá. Ai lại tóc không hớt mà áo thì để hở ngực. Sau cùng, một nhân viên hỏa xa chịu dùng ông. Nhân viên đó ngoài việc sở ra còn chữ đồ tạp hóa trong một cái kho. Frank Woodcock chịu làm không công để học nghề. Sau, ông xin một chân trong một tiệm bán đồ trang sức. Mặc dầu đã 21 tuổi, chủ tiệm không tin rằng ông có đủ tư cách để tiếp khách. Người ta muốn giao cho ông việc dậy sớm đốt lửa, quét cửa hàng, lau kính và đi giao đồ. Ông không có quyền đứng bán, trừ những giờ đông khách như là buổi trưa. Lại thêm chủ tiệm không muốn trả công cho ông trong 6 tháng đầu. Ông đáp rằng, trong 10 năm làm bướn ở trại ruộng, ông đã giành được 50 Mỹ Kim. Tất cả gia tài của ông chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng ông bằng lòng làm không công trong 3 tháng đầu vì có số tiền đó đủ ăn rồi. Từ tháng 4 trở đi thì ông xin được lãnh mỗi ngày 5 cắc. Chủ tiệm bằng lòng. Tới khi ông được lãnh mỗi ngày 5 cắc thì người ta bắt ông làm việc 15 giờ một ngày, tính ra mỗi giờ vào khoảng 3 xu. Sau cùng, ông kiếm được việc trong một hãng khác, tiền công mỗi tuần 10 Mỹ Kim, và ông phải ngủ dưới hầm với một khẩu súng lục ở dưới gối để coi chừng kẻ trộm. Đời ông lúc đó như một cơn ác mộng. Chủ tiệm hành hạ ông, đánh đập ông, mắng ông là đồ vô dụng, rút tiền công xuống và dọa tống cổ ra cửa. Frank Woodcock hoàn toàn thất vọng, tin rằng không sao thành công được. Ông về trại ruộng, thần kinh suy loạn và suốt một năm chẳng làm được việc gì cả. Bạn thử tưởng tượng, con người sau này thành nhà buôn lớn nhất thế giới đó, thất vọng tới nỗi bỏ ý định làm ăn mà đi về ruộng nuôi gà.
Rồi một hôm, ông ngạc nhiên vô cùng. Một người chủ cũ sai người kiếm ông, muốn giao việc cho ông. Hôm đó là một ngày tháng 3 lạnh buốt ở cuối thế kỷ trước. Mặt đất phủ tuyết dày tới non một thước. Ông thân sinh ra ông chở khoai tây ra chợ bán. Ông leo lên xe, ngồi trên đống khoai ra Watertown. Ông sắp bước vào một nghề nó đưa ông tới cảnh giàu sang quyền thế, ngoài tất cả những hy vọng hão huyền nhất của ông. Bí quyết thành công của ông ở đâu? Trước hết, ông có một ý mới mẻ. Ông mượn 300 mỹ kim và lập một cửa hàng ở nước ước tại đó không có một món gì bán quá 5 xu. Mới đầu thất bại hoàn toàn, mỗi ngày không lời được trên 2 mỹ kim rưỡi. Ông mở 4 tiệm thì phải đóng cửa 3 tiệm. Nhưng lần lần ông thành công. Ý đó hay, cách thực hành cũng đúng. Bấy nhiêu đủ cho ông tin chắc rằng ông sẽ thịnh vượng. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ cho ông thành 1 tỷ phú. Bí quyết thành tỷ phú của Woodard cũng như bí quyết thành tỷ phú của Rockefeller là gom góp vốn mà không phải đi vay. Nói một cách khác là kiếm được lời thì đập cả vào vốn. Nhất định không chịu mang nợ. Ông cứ khuếch trương rất từ từ công việc làm ăn. Trong 10 năm đầu chỉ mở 10 chi nhánh thôi. Rốt cuộc, ông thành một trong những người giàu nhất Hoa Kỳ. Ông cất một ngôi nhà cao nhất thời đó làm phòng giấy. Ông trả tiền mặt ngôi nhà đó 14 triệu Mỹ Kim, mua một cái đàn ống giá 500.000 Mỹ Kim và bắt đầu sưu tầm những di vật của Nã Phá Luân. Hồi ông trẻ và nghèo, chịu bao nỗi thất bại đến hết tin ở tài mình nữa, thì bà cụ thân sinh ra ông quàng vai ông bảo: "Cứ vững chí con, thế nào con cũng sẽ thành công." Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Woodard trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.